Điều gì ngăn đôi chúng ta khi hai trái tim đổi thay? Từng yêu nhau như thế cớ sao thế này? Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau, nhà ở đây mà sao khác nhau lối về? Đừng xin lỗi nữa sẽ rất đau. Đừng xin lỗi nữa cứ thế mà đi. Đừng nói lời chi dù tim vẫn dấu biết bao điều. Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rời. Giờ điều tốt nhất là đêm bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn, quên một người đã từng yêu cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây. Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi. Biết nói thêm gì đây, những lời yêu đã không thể đầy. Mình từng yêu nhau như thế cớ sao thế này? Đường còn xa